Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kênh ngang HDTV, website hungyentv.vn. Sau đây là những thông tin chi tiết. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên đạt kết quả khá so với mức bình quân chung của cả nước, nhưng vẫn ở mức thấp so với kế hoạch địa phương giao. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã giải ngân được trên 3.300 trên 9.300 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 36% kế hoạch địa phương giao. Trong đó một số dự án lớn như dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài có kế hoạch vốn giao 900 tỷ đồng đã giải ngân đạt 44%. Dự án đường bên tuyến đường nối hai cao tốc có kế hoạch vốn giao trên 860 tỷ đồng đã giải ngân đạt 37%. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp, chưa đến 10% như huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên. Nguyên nhân là do có đến hơn 80% tỷ trọng vốn bố trí cho các dự án mới, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, nhất là cát san lấp và giá cả một số loại nguyên vật liệu tăng cao, dẫn tới việc chậm thi công nhiều dự án. Giai đoạn 2021-2025, huyện Ân Thi phấn đấu 20 trên 20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện dự kiến huy động trên 3.300 tỷ đồng. Trong đó, từ ngân sách tỉnh là gần 760 tỷ đồng, ngân sách huyện và xã trên 2.550 tỷ đồng để tập trung đầu tư hoàn thiện một số tiêu chí còn yếu như cải tạo nâng cấp gần 200 km đường trục xã, đường thôn và đường giao đồng. Xây mới trên 500 phòng học, phòng chức năng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xã, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về y tế, môi trường. Huyện cũng chủ trương hỗ trợ 100 triệu đồng trên thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, toàn huyện đã có 4 xã Đa Lộc, Hà Lễ, Đặng Lễ và Xuân Trúc được công nhận là nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, Ủy ban dân huyện Tiên Lữ đã thành lập đoàn liên ngành xử lý dứt điểm vi phạm của một số doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, lắp đặt trạm bê tông trên diện tích đất thuộc phạm vi thoát lũ sông Luộc và gây ô nhiễm môi trường. Đó là trạm bê tông Triều Dương của công ty cổ phần bê tông Triều Dương và trạm bê tông nhựa đường thuộc công ty cổ phần đường sông Hưng Yên. Đây là hai công trình mà hàng năm Ủy ban nhân dân các xã Hải Triều, Thiện Phiến và hạt quản lý đê Tiên Lữ thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ hoạt động, trả lại nguyên trạng vì vi phạm luật đê điều. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều thì huyện Tiên Lữ đang trình Ủy ban dân tỉnh phương án xử lý nhằm đảm bảo đúng quy định về sử dụng đất đai thuộc phạm vi công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, công an các địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ gần 950 vụ với khoảng 1.400 đối tượng. Đã khởi tố trên 850 vụ với gần 1.000 bị can, xử lý hành chính 97 vụ với 410 đối tượng, thu giữ trên 27.800 gram heroin, 7.400 gram ma túy tổng hợp cùng trên 500 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan. Thực hiện chỉ thị số 36 của Chính phủ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý, giám sát gần 1.200 đối tượng ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc methadone và 1 cơ sở điều trị nghiện ma túy. Chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng cũng đã hỗ trợ cho những người tự giác cai nghiện và tạo điều kiện vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm để giúp người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường học để học sinh mượn dùng. Theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 55 triệu học sinh, ngân sách cấp bù miễn học phí bình quân 2 triệu đồng trên năm học thì chi gần 11.200 tỷ đồng trên năm học. Nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách nhà nước phải tăng thêm là gần 25.200 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm 2022-2024. Học sinh đã được miễn học phí theo quy định 81 năm 2021 của Chính phủ. Hiện các trường đại học trên cả nước đã lần lượt công bố điểm trúng tuyển vào trường. Và theo thống kê đến thời điểm hiện tại, kỷ lục năm nay đang thuộc về trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, 3 ngành học Hàn Quốc học, Đông Phương học, Quan hệ công chúng của trường có mức điểm chuẩn là 29,95 với tổ hợp C00. Như vậy, để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn đạt 9,98 điểm. Ở mức điểm gần như tương đương là trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường lên tới gần 40 điểm, thang điểm 40, môn chủ chốt hệ số 2.
Cụ thể, hai ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao và Đại học Sư phạm Lịch sử chất lượng cao cùng 39,92 điểm. Như vậy, nếu không có điểm ưu tiên, tính trung bình thí sinh phải được 9,98 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Chuyên gia WHO tại Việt Nam nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. Có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến càng phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thế giới vẫn trong giai đoạn đại dịch và chiến lược tiêm vaccine COVID-19 rất quan trọng. Hiện Việt Nam đã thống nhất các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới từ 5K sang 2K+, trong đó tiêm bao phủ vaccine và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết. Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh do có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 và năm 2021. Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh bị phạt hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo điểm A khoản 1 điều 16 Nghị định số 125 năm 2020 của Chính phủ với số tiền 123 triệu đồng. Biện pháp khắc phục truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 615 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 67,47 triệu đồng. Tổng số tiền phạt truy thu thuế lên tới 806,26 triệu đồng. Để giúp người dân phòng tránh các trường hợp lừa đảo liên quan tới sử dụng tài khoản ngân hàng, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia vừa cho ra mắt tính năng tra cứu tài khoản. Với tính năng này, người dùng có thể tra cứu một tài khoản ngân hàng có phải lừa đảo hay không dựa trên danh sách các tài khoản đã được báo cáo và kiểm duyệt nghiêm ngặt. Khi truy cập tính năng tra cứu tài khoản, người dùng sẽ nhìn thấy danh sách các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt. Các thông tin hiển thị bao gồm thông tin số tài khoản, chủ sở hữu, ngân hàng phát hành cùng với trạng thái lừa đảo, an toàn hoặc đang xác minh. Qua đó, người dùng có thể biết được mức độ an toàn của số tài khoản trước khi thực hiện giao dịch. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Bình đã phối hợp cùng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất điều tra nghi án vận chuyển trái phép ngoại tệ số lượng lớn từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan. Thông tin ban đầu, ngày 15 tháng 9, qua hình ảnh soi chiếu hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện hành lý của hai hành khách đều có quốc tịch Việt Nam, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai vali có 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ. Không nhìn được số series, ước tính tổng giá trị là khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Hai hành khách trên đi chuyến bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan. Cơ quan công an đang giám định số tiền trên và điều tra làm rõ vụ việc. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ cung cấp miễn phí 300.000 tấn phân bón hiện nằm tại các cảng của EU do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt cho các quốc gia đang phát triển. Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thương mại SCO ở Uzbekistan, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã thảo luận về vấn đề xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ông Putin yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thúc đẩy Ủy ban châu Âu cho phép phân bón của Nga tiếp cận các thị trường mới nổi. Hiện EU cấm các hãng vận tải châu Âu vận chuyển phân bón của Nga đến châu Phi, châu Á hoặc châu Mỹ Latin, trong khi lại cho phép giao hàng đến các nước EU. Văn phòng thống kê Eurostat của EU công bố số liệu cho thấy số người tử vong tại các nước thành viên Liên minh châu Âu EU trong tháng 7 vừa qua cao hơn 16% so với mức trung bình trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục tấn công nhiều khu vực tại châu lục này. Eurostat cho biết số ca tử vong trong tháng 7 tại châu lục này cao hơn khoảng 53.000 ca so với mức trung bình hàng tháng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Cơ quan này nêu rõ số ca tử vong tăng trong tháng 7 năm 2022 so với cùng kỳ của 2 năm trước có thể do nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều khu vực châu Âu. Theo Eurostat, tỷ lệ 16% là con số cao bất thường trong tháng 7. Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt dự án xây dựng nhà máy điện xung lớn nhất thế giới với kế hoạch tạo ra năng lượng nhiệt hạch vào năm 2028. Theo đó, máy sắc pin mô phỏng lại các phản ứng của bom nhiệt hạch thông qua áp suất từ trường được tạo ra bởi một xung điện cực mạnh, dự kiến sẽ được hoàn thành vào khoảng năm 2025 tại nhà máy đặt ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Theo các nhà khoa học Trung Quốc, việc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được sự giải phóng năng lượng nhiệt hạch ở quy mô lớn sẽ đặt dấu mốc quan trọng nhất trên con đường tạo ra năng lượng nhiệt hạch cho con người.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ: email thoisua@gmail.com, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn và kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.